Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2024, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức họp báo lễ kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cuộc diễu hành Trung đoàn Bất tử tại Hà Nội. Lễ kỷ niệm Binh đoàn Bất tử sẽ diễn ra sáng ngày 3 tháng 5 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepano Bikretskov đã điểm lại quá trình nhân dân Liên Xô đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chủ nghĩa phát xít. Ngày chiến thắng phát xít Đức trong chiến tranh vệ quốc Nga là một sự kiện đặc biệt đối với nhân dân Liên bang Nga. Đại sứ nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh của Liên Xô đã có sự giúp đỡ của các đồng minh, tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Đại sứ cho rằng Nga và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ và hợp tác nhiều mặt trong suốt hơn 70 năm qua. Nhờ sự anh dũng của nhân dân Việt Nam và sự hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật của Liên Xô và các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã giành được thắng lợi lịch sử trên chiến trường và mặt trận ngoại giao tại Hội nghị Geneva năm 1975.